Xin kính chào quý nhà đầu tư. Trong đầu tư cổ phiếu, chúng ta là những nhà đầu tư thì rất mong muốn, ao ước lựa chọn được những cái cổ phiếu tăng trưởng mạnh, có thể mang lại lợi nhuận hàng 100%. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam trao đổi với quý vị và các bạn một chủ đề để có thể giúp chúng ta lựa chọn được những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai. Chủ đề đó là săn tìm cổ phiếu được định giá lại, bí quyết thành công của các nhà đầu tư tỷ phú. Nội dung chính của chúng ta hôm nay gồm có 4 phần như sau. Phần đầu tiên là các siêu cổ phiếu mang lại siêu lợi nhuận như thế nào. Phần thứ hai là đặc điểm đặc biệt của những cái siêu cổ phiếu này có gì đó mà chúng ta có thể rút ra bài học. Và thứ ba, cổ phiếu được định giá lại, một mỏ kim cương đang chờ nhà đầu tư chúng ta khai thác. Và thứ tư, tìm kiếm cổ phiếu sẽ được định giá lại trong tương lai như thế nào, dựa vào tiêu chí nào, ra sao. Thì sau đây tôi và quý vị và các bạn sẽ vào từng phần một. Phần thứ nhất, chúng ta hãy điểm qua các cái siêu cổ phiếu mang lại siêu lợi nhuận. Ví dụ ở đây là cổ phiếu của Apple, đúng không ạ? Từ năm 2010 đến nay, sau 10 năm, cổ phiếu này tăng lên đến cả 100 lần, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư rất lớn ở Mỹ. Và ngay cả ngài Warren Buffett, cho dù ngài không phải vào từ đầu mà năm 2016 mới bắt đầu vào, cũng mang lại lợi nhuận gấp gần 3 lần cái giá trị đầu tư. Thì đây thực sự nó là siêu cổ phiếu thì đúng hơn, với cái vốn hóa thị trường lên đến 2.000 tỷ đô la, tức là cao nhất thế giới hiện nay ạ. Thứ hai, ở Việt Nam có những cổ phiếu nào? Ví dụ FPT thì cũng gọi là một cổ phiếu mang lại lợi nhuận rất cao cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Từ năm 2013 đến năm 2020 này thì cổ phiếu FPT này mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư đâu đó khoảng 6 lần trong vòng có khoảng độ 7 năm thôi, một cái mức lợi suất rất cao. Tiếp theo, đây là cổ phiếu RE. Thì cổ phiếu này nói là siêu cổ phiếu, siêu lợi nhuận thì cũng hơi quá. Tuy vậy, nó là một cổ phiếu rất bền vững, nhưng mà mang lại lợi nhuận thì cũng không hề kém cỏi. Thì từ năm 2013 đến nay, lợi nhuận đầu tư vào cổ phiếu này tăng khoảng gần 4 lần sau có 7 năm, thì cũng là một mức lợi nhuận rất cao trong tương lai, tương ứng với mức lợi nhuận khoảng độ 25-26% một năm cho nhà đầu tư, thì cao gấp khoảng hơn 3 lần so với lợi suất gửi ngân hàng, là một mức cũng rất tuyệt vời. Hay là các cái cổ phiếu như Vietcombank chẳng hạn, thì cũng 7 năm nay thì lợi suất mang lại cho nhà đầu tư khoảng 5,5 lần, đúng không ạ? Trong 7 năm thì lợi suất của nó lên đến khoảng 30% một năm, thì một mức sinh lời gấp 4 lần so với tiền gửi ngân hàng, thì có thể nói là siêu lợi nhuận đấy ạ. Hay là một cổ phiếu kinh điển mà chúng ta hay nhắc tới, đó là Vinamilk chẳng hạn. Thì từ năm 2013 đến nay, cổ phiếu này cũng tăng khoảng 3,5 đến 4 lần cho nhà đầu tư, mang lại một mức lợi nhuận rất cao, ổn định và bền vững. Vậy đặc điểm của những siêu cổ phiếu này như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng điểm qua. Ví dụ như Apple, thì đây là một cái chỉ số định giá gọi là P/E, hay ở Việt Nam gọi là P/E, tức là Price on EPS. EPS ở đây là Earning Per Share. Hay ta giải thích rằng lợi nhuận mỗi cổ phiếu giả định làm ra 1 đồng chẳng hạn, thì thằng Apple này đang được trả với cái PE, tức là cái giá, là gấp 36 lần, tức là 36 đồng. Đó, 36 đồng trên cái lợi nhuận làm ra 1 đồng của cái thời điểm hiện tại. Thì đấy nó gọi là PE. Thì cái cổ phiếu Apple ấy, PE nó dao động từ mức 10 đến 20 lần trong quá khứ, không cao hơn, và trung bình nó khoảng độ 14 đến 15 lần. Tuy vậy, giá cổ phiếu Apple tăng lên gấp 4 lần chỉ trong vòng có chưa đến 4 năm qua. Nguyên nhân đến chủ yếu từ việc đó là cái chỉ số PE đã tăng rất mạnh. Thay vì nó là trung bình khoảng 14-15 lần, thì hiện nay nó đã là 36,4 lần. Thì đây là một cổ phiếu có mức PE tăng trưởng rất mạnh. Tức là cho dù lợi nhuận của Apple có không tăng đi chăng nữa, thì cái việc PE tăng này cũng giúp cho cái lợi nhuận đầu tư vào Apple tăng 2,5 lần. Ví dụ thay vì nó là định giá được 800 tỷ đô thôi, thì nó định giá 2.000 tỷ đô chẳng hạn. Đó, thì cái yếu tố
Đầu tiên, chúng tôi thấy đó là PE của Apple tăng rất là mạnh. Tiếp theo, tương tự như vậy với FPT cũng vậy. Trong quá khứ chúng ta có thể thấy rằng có lúc PE của FPT về còn có 4 lần. 4 lần. Nhưng PE trung bình của cổ phiếu này thì đâu đó cũng chỉ 7 lần mà thôi. Đúng không ạ? 7 lần thôi, chưa đến 8 lần đâu ạ. 7 8 lần, 7 lần rồi. Nhưng mà gần đây cho dù lợi nhuận có tăng trưởng trở lại nhưng nó không quá mạnh, nhưng mà PE của cổ phiếu FPT này cũng được trả với mức rất cao. Hiện nay là mức 13 lần. 13 lần. Tức là riêng nhờ cái việc PE tăng thôi thì giá cổ phiếu FPT này cũng cao hơn so với thông thường lên đến 70-80%. 70-80%, đúng không ạ? Đấy là chưa kể đến mức tăng trưởng lợi nhuận. Tiếp theo, cổ phiếu RE. Thì trong quá khứ thì PE bình quân của RE đâu chỉ đó khoảng 5,5 lần đến 6 lần mà thôi. Nhưng hiện nay PE của cổ phiếu RE này nó đã lên đến 9,545 lần. Tức là mức hơn gấp rưỡi so với mức PE trung bình. Đó. Điều này làm cho lợi nhuận khi chúng ta đầu tư vào cổ phiếu này tự nhiên tăng gấp rưỡi. Nhờ cái PE tăng. Đúng không? Tiếp theo, cổ phiếu Vietcombank. Thì trong quá khứ thì cổ phiếu này PE trung bình đâu đó chỉ độ 13-14 lần thôi. Nhưng thực tế đối với bank thì định giá PB thì đúng hơn. Thì PB trong quá khứ của Vietcombank trung bình khoảng độ 1.8 lần đến 2 lần mà thôi. Nhưng mà hiện nay PB của Vietcombank đã luôn luôn duy trì ở trên 3 lần. Thì riêng cái việc định giá lại PB của nó thì đã mang lại lợi nhuận cao gấp rưỡi so với bình thường rồi. Ví dụ thay vì đầu tư vào nó được có 30 tỷ thì đã lên 45 tỷ rồi. Đúng không ạ? Thì ngay cả mức PE cũng được định giá lại. Đúng không ạ? Đó. Gần đây PE trung bình của Vietcombank đã lên đến 20 lần rồi. 20 lần rồi. Là một mức rất cao so với quá khứ trung bình chỉ 13-14 lần mà thôi. Thì nhờ cái yếu tố định giá này thì giá cổ phiếu của Vietcombank cũng sẽ cao gấp rưỡi lên so với thông thường. Đúng không ạ? Hay là cổ phiếu Vinamilk. Như ngày xưa cái hồi còn tăng trưởng rất mạnh mẽ, hồi tăng trưởng rất mạnh mẽ, PE của cổ phiếu Vinamilk này chỉ khoảng trung bình khoảng 10 đến 12 lần mà thôi. 10 đến 12 lần mà thôi. Nhưng mà hiện nay cổ phiếu này đã có PE nó lên đến 23 lần rồi. Mức trung bình của nó trên 20 lần rồi. Ngay cả cái giai đoạn tháng 3 năm 2020 khi Covid xảy ra. Đúng không? Một cái điều xảy ra rất tồi tệ như thế. Mà nó xuống thấp nhất cũng chỉ là mức 15 lần rồi lại bật lại ngay. Đó, rồi lại bật lại ngay. Đúng không ạ? Thì PE của nó tăng rất là mạnh. Tăng rất là mạnh. Khiến cái cổ phiếu này tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất nhiều. Rất nhiều. Đúng không ạ? Từ những cái đánh giá trên, từ những cái đặc điểm trên, chúng tôi rút ra được rằng sở dĩ các cái siêu cổ phiếu đó mang lại lợi nhuận rất cao cho nhà đầu tư, ngoài việc đó là những cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận tốt, thì các cổ phiếu này đều được định giá lại cao hơn rất nhiều lần so với quá khứ. Rất nhiều lần so với quá khứ. Đó. Tức là thay vì trước đó người ta chỉ trả PE bằng 5 bằng 10 thôi, nay là 20. Ví dụ thế. Đó. Như trường hợp Apple, trước đó PE chỉ trung bình 14-15 nhưng hiện nay đã 36 lần. Đúng không ạ? FPT trung bình chỉ 6-7 lần thôi, mà hiện nay PE đã lên đến 13 lần. Harry chỉ 5,5 đến 6 lần thì nay đã 9,5 lần. Thì đó là chỉ cần một cái định giá lại của cổ phiếu thôi cũng đã giúp được lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu đó tăng gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Đó, đó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà rất ít các nhà đầu tư, các nhà phân tích nói đến trên thị trường. Đúng không ạ? Vậy thì tại sao các cổ phiếu lại được định giá lại? Và tương lai chúng ta tìm kiếm cổ phiếu được định giá lại như thế nào? Thì ở một cái ví dụ rất đơn giản về cổ phiếu Apple chẳng hạn. Thì cổ phiếu này sở dĩ được định giá lại cao như vậy là vì không phải vì nó tăng trưởng rất mạnh trong thời gian hiện tại đâu ạ. Nó có tăng trưởng nhưng không hề mạnh. Mà là vì cổ phiếu này đã tạo được cái vị thế cực kỳ vững chắc trong lòng nhà đầu tư. Trong lòng nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nó phát triển thêm được cái mảng dịch vụ gắn kết các khách hàng lại với công ty. Và mảng dịch vụ càng ngày càng mang lại lợi nhuận cao này, thứ nhất. Thứ hai, nó giúp cho khách hàng phải gắn chặt với Apple, không thoát ra được. Không thoát ra đó. Đó gọi là cái lợi thế cạnh tranh. Thì khi cái lợi thế cạnh tranh đó rất mạnh, nó khiến cho Apple trở lên ổn định,
trở nên mạnh hơn, có quyền định giá sản phẩm cao hơn. Ví dụ, bạn dùng đồng hồ Apple, bạn dùng MacBook, đúng không? Bạn dùng iPhone, bạn dùng iPod, bạn dùng iCloud. Khi bạn đã vào dùng và bạn là một doanh nhân, thì kể cả giá iPhone có tăng gấp rưỡi, gấp đôi sau vài năm, thực tế đã chứng minh điều đó, đúng không? Ngày trước iPhone mới ra đời đâu đó chỉ có mười mấy triệu, đúng không? Chưa đến 20 triệu, cách đây mấy năm thôi. Thế mà bây giờ iPhone mới ra đời là 30 mấy triệu, nhưng mà bạn vẫn mua, thậm chí vẫn phải vui vẻ mà mua, không vui vẻ cũng vẫn mua. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không thể bỏ cái chiếc iPhone đó bằng cách là lấy một con Android khác, con Samsung hay là một con điện thoại của Nokia hay của ông nào đó bạn dùng được. Bởi vì khi bạn dùng cái đó thì bạn sẽ không sử dụng được toàn bộ cái hệ sinh thái của bạn xây dựng trên nền tảng của Apple, đúng không ạ? Đó là dữ liệu bạn up ở MacBook thì bạn không thể dùng điện thoại Samsung bạn check một cách dễ dàng được. Rồi Apple Watch của bạn không thể kết nối được với điện thoại Samsung, vân vân và vân vân. Đó, thì đấy là những cái mà giúp nó định giá lại. Hay là ở trường hợp cổ phiếu RE gần đây được định giá lại rất mạnh mẽ là nhờ cái cổ phiếu này. Cái mô hình hoạt động nó bây giờ đã về cơ bản đã phân tách rất chi tiết làm 3 cái mảng kinh doanh riêng rẽ để thuận lợi hơn cho việc tăng trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, RE cũng dần được định hình là một cái holding đầu tư bài bản theo cái định hướng gọi là bền vững lâu dài về ngành tiện ích và cho thuê văn phòng. Thế do đó nó sẽ được định giá lại tốt hơn, thay vì trước đó là một công ty nó khá tạp nhang, khá tạp nhang. Hay là FPT cũng thế. Có thời FPT còn được xếp vào cái đó là doanh nghiệp bán lẻ cơ. Bởi vì doanh thu từ cái FPT phân phối, bây giờ nó gọi là FPT Distribution, đúng không? Đó, FPT Cinex ấy. Thì và cái FPT Shop, tức là cái cửa hàng bán điện thoại của FPT đấy, thì ngày đó doanh thu nó lớn hơn mảng công nghệ, lớn hơn viễn thông, do đó nó được xếp vào doanh nghiệp bán lẻ cơ. Thì khi đó người ta nhìn thấy FPT là một doanh nghiệp hỗn độn, nào thì bán lẻ có, bán buôn có, công nghệ có, viễn thông có, báo chí có, rồi là ngân hàng ông có, chứng khoán ông có, quản lý quỹ ông có. Mà khi bị phân tán nguồn lực như thế, hiệu quả nó không hề cao, thì do đó bị định giá rất thấp. Thì gần đây, trong 2-3 năm gần đây, AZFIN chúng tôi cũng đã có những bài viết từ năm 2018 để đánh giá một cái bước lột xác của FPT. Đó là cổ phiếu này, doanh nghiệp này đã loại cái mảng bán buôn và bán lẻ ra, trở thành thứ yếu rồi, và họ tập trung mạnh vào mảng công nghệ thông tin và mảng viễn thông. Chính vì thế cho nên đến bây giờ, riêng mảng công nghệ thông tin đã đóng góp gần 55% lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ nhỉ? Thuộc cổ đông công ty mẹ. Đúng không? Mảng viễn thông thì đóng góp khoảng độ 17-18% thôi. Đó. Bởi vì FPT sở hữu ở mảng viễn thông có 45% mà thôi. Đúng không? Thì khi đó FPT đã định hình mình một cách vô cùng rõ ràng. Đó là một tập đoàn về công nghệ, về viễn thông. Khi đó định giá hiển nhiên được người ta nâng lên một mức cao mới. Một mức cao mới. Hay là trường hợp ở Vinamilk hay Hòa Phát, đó là hai doanh nghiệp này. Ngày xưa Vinamilk chiếm thị phần có 27-28% cách đây 10 năm thôi. Nhưng hiện nay thị phần của Vinamilk đã lên đến 55% thị phần, và nó định đoạt được cái thị trường sữa trong tay này. Nó đã tạo cái vị thế gần như bất khả chiến bại rồi. Chính vì thế cho nên cho dù nó tăng trưởng còn thấp hơn trong quá khứ, nhưng người ta vẫn trả một mức PE của nó rất cao cho cái vị thế hàng đầu và là người quyết định cuộc chơi trong cái thị trường sữa này. Hay là ở trường hợp Hòa Phát cũng thế thôi. Nếu như trước kia Hòa Phát chỉ sở hữu 10-15 rồi lên đến 20% thị phần thép thôi, thì nó cũng được đánh giá cao hơn so với các doanh nghiệp khác. Nhưng hiện nay khi cái giai đoạn 1 của Dung Quất vào, Hòa Phát đã nâng cái thị phần của nhiều mảng của mình lên 30-40%. Như thép xây dựng sẽ đạt hơn 30% trong thời gian tới. Rồi là như cái mảng ống thép đã đạt 33-35% rồi. Và đến nữa cái mảng tôn, nhờ cái lợi thế chủ động được HRC, rất có thể Hòa Phát trong vài năm nữa áp sát cái vị trí dẫn đầu của tôn hoa sen, thậm chí vượt qua tôn hoa sen. Thì khi đó nó là người quyết định thị trường này, định đoạt được cái thị trường này. Đúng không? Định đoạt được cái thị trường này. Bên cạnh đó, để có thể chiếm được thị phần như vậy là nhờ cái giá vốn của Hòa Phát rẻ hơn cho đối thủ khoảng 10-15%. Nhờ công nghệ hiện đại, nhờ quy mô lớn, nhờ cái năng lực triển khai mạnh. Thế do đó Hòa Phát một mình một trận.
Chính bởi vậy cho nên cái định giá của Hòa Phát cũng cao hơn hẳn so với quá khứ rất nhiều. Nếu như ngày trước khi suy thoái khủng hoảng xảy ra thì cổ phiếu Hòa Phát sẽ giảm không có điểm dừng. Nhưng hiện nay chúng ta có thể thấy khủng hoảng còn chưa đi qua cơ. Covid còn chưa đi qua trên thế giới mà Hòa Phát đã liên tục có giá cổ phiếu bứt phá và vượt đỉnh. Nhờ cái vị thế, cái thị phần rất lớn, từ đó tạo ra cái lợi nhuận rất cao. Lợi nhuận năm nay 2020 có thể đạt tới hơn 12.000 tỷ, thậm chí 12.500 tỷ. Tức là cao hơn so với mức lợi nhuận kỷ lục của các quá khứ rất nhiều. Mà đây là tâm điểm của cuộc khủng hoảng của suy thoái. Đó, chính vì thế nó được định giá lại với một mức PE cao hơn. Hay là Vietcombank, từ ngày nhà nước ra cái chính sách về gửi đô la thì không đồng, tránh cái đô la hóa toàn nền kinh tế, thế là tất cả tiền đô la chuyển hết về bank. Rồi là từ ngày Việt Nam mở cửa rất nhiều, đón FDI vài rất nhiều, đó là đầu tư trực tiếp vào để sản xuất kinh doanh. Rồi là PFI, tức là đầu tư gián tiếp, thì tức là họ nhảy và họ mua cổ phiếu, mua trái phiếu thì họ phải đổ đô vào Việt Nam, đúng không ạ? Rồi là kiều hối về Việt Nam rất nhiều. Thì ngân hàng Vietcombank là một ngân hàng số 1 Việt Nam, thậm chí có thể gọi là độc quyền trong cái lĩnh vực ngoại hối. Chính vì thế nó có cái lợi nhuận từ riêng cái mảng đó lên đến khoảng vài ngàn tỷ, hơn 3.000 tỷ mà không ngân hàng nào có thể cạnh tranh được với nó. Do đó nó đã tạo nên một cái vị thế độc tôn trong ngành. Chính vì thế nó cũng được định giá PE và PB cao hơn hẳn so với các ngân hàng khác cùng tương đương, như ví dụ BIDV, Vietinbank. Đó. Vậy thì chúng ta tìm kiếm cổ phiếu sẽ được định giá lại trong tương lai như thế nào? Thì đó là hãy tìm những cổ phiếu có những đặc điểm như sau. Đặc điểm thứ nhất, đó là ngành thiết yếu hoặc có cái tốc độ tăng trưởng mạnh. Đã, ngành thiết yếu hoặc ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh thì khi đó nó sẽ giúp sức cho doanh nghiệp có thể tăng trưởng mạnh và một cách bền vững. Thiết yếu là làm cho sự bền vững của doanh nghiệp, đúng không ạ? Tăng trưởng mạnh thì có thể giúp doanh nghiệp tăng trưởng cao, đúng không ạ? Thì khi đó nó sẽ góp một phần vào cho cổ phiếu có thể được định giá lại với PE cao hơn, đúng không ạ? Một cổ phiếu bền vững hơn sẽ được định giá cao hơn so với không bền vững. Một cổ phiếu tăng trưởng mạnh cũng sẽ được định giá cao hơn. Yếu tố thứ hai, đó là định giá hiện tại của cổ phiếu đó thấp hơn so với trung bình của thị trường. Tức là trung bình thị trường bây giờ là PE bằng 16 lần chẳng hạn. Thì những cổ phiếu đó hiện đang được định giá với mức PE thấp hơn. Thấp hơn. Còn thấp hơn bao nhiêu thì tùy vào từng trường hợp, đúng không ạ? Thì sau này khi nó được nhìn nhận lại tốt hơn thị trường chẳng hạn, thì lúc ấy nó sẽ có mức PE cao hơn thị trường. Và yếu tố thứ ba là cổ phiếu đó, doanh nghiệp đó sẽ phải ngày càng có vị thế lớn hơn bằng thị phần hoặc bằng các cái sản phẩm đặc biệt của họ và ảnh hưởng mạnh trong ngành, đưa gần như nó có thể quyết định tương lai của cái ngành đó, quyết định thị phần của ngành đó, đúng không? Quyết định lợi nhuận của cái ngành đó, đúng không? Thì để làm được điều đó thì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp phải cực kỳ mạnh. Thì để quý vị và các bạn xem lợi thế cạnh tranh là gì thì chúng tôi có một cái clip về phân tích doanh nghiệp ở trên YouTube này. Quý vị có thể tìm lại để biết là lợi thế cạnh tranh nó quan trọng như thế nào. Như vậy, để mà tìm ra được những cổ phiếu có thể định giá lại cao hơn trong tương lai, có thể mang lại lợi nhuận bằng lần, thì quý vị hãy tập trung vào ba yếu tố trên. Ngành thiết yếu hoặc ngành có tăng trưởng mạnh, định giá hiện tại thấp hơn so với trung bình thị trường. Và thứ ba là sẽ ngày càng có vị thế lớn, ảnh hưởng mạnh trong ngành. Đó là thị phần lớn. Đó là lợi thế cạnh tranh ngày càng mạnh, khác biệt so với đối thủ. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về cái việc bí quyết lựa chọn các cái cổ phiếu được định giá lại, từ đó có thể mang lại lợi nhuận cho quý vị bằng lần, bằng nhiều lần trong tương lai. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thì quý vị và các bạn mong muốn hay đánh giá về những cổ phiếu nào cần bàn luận thì hãy comment phía dưới để tôi và những anh em của AZFIN có thể giải đáp quý vị và các bạn tốt nhất về các cái cổ phiếu có thể được định giá lại trong tương lai. Và xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.